Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh với số ca mắc cộng đồng tăng cao, hai phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã nâng cấp độ dịch. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà quyết định nâng cấp độ dịch đối với phường An Hải Bắc từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 màu cam, tương đương mức nguy cơ 4. Thời gian nâng cấp độ dịch trong vòng 48 giờ kể từ 12 giờ ngày 10 tháng 12. Ranh giới nâng cấp độ dịch từ phía bắc đường dẫn cầu Sông Hàn và mép phía tây đường Ngô Quyền đến giáp ranh phường Nại Hiên Đông và phường Mân Thái. Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc ở cấp độ 4 và giao Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thông báo cho người dân và hoàn thành việc triển khai các biện pháp hành chính trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc tương ứng với cấp độ 4 trong vòng 48 giờ.